Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông, nhận tất cả thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào thích mình là tiếp tục những cái video như thế này nữa, thì đừng quên là giúp mình đạt 1114 like. Và đừng quên là xem với channel MK Minecraft cũng như là MK MCB để ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra nếu như bạn nào thích xem mình livestream hàng ngày, thì đừng quên là theo dõi fanpage MK Gaming Việt Nam cũng như là kênh MK Livestream nha. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái gọi là khá là thú vị các bạn, đó chính là Minecraft. Nhưng cái gì? Nhưng bạn có thể chế tạo đồ từ kim cương tím các bạn à. Thì kim cương tím nó nằm ở đâu? Thì chắc chắn là nó cũng sẽ nằm ở cái tầng gọi là ở dưới tầng 11 các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử đi test xuống dưới tầng 11 coi. Và chúng ta sẽ đi theo đường này, không biết tí lên sao đây. Cái này chưa tắt cái phải chắc setting cái này chưa tắt cái auto zoom à. Trời ơi, lại chưa tắt auto zoom anh em ơi. Và hiện tại là tầng nhiêu đây? Tầng 38 à. Ở đây dưới này có một cái. Ui, chết tôi. Dưới này có một cái các bạn ơi, dưới này có cái hầm mỏ bỏ hoang. Ôi xui rồi. Ok, rồi mình cắm đuốc ở đây một tí. Giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới tầng 11 để làm cái gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ test xem đồ từ kim cương tím nó có gọi là xịn sò không bỏ các bạn. Giờ tầm này ai kiếm kim cương xanh nữa? Bây giờ là người ta kiếm kim cương tím không? Thật sự. Ê, đập cái cát này đi. Ê, quên cái đất này đi. Đấy, ok. Rồi. Đấy, thì đây vẫn là cái cách kiếm quen thuộc hả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử gọi là cho các bạn xem thử trong gọi là lúc mình đi đào như thế này thì bao nhiêu phút thì mình sẽ có được kim cương nha, hoặc là kim cương tím nha. Để xem. Đây, bây giờ chúng ta cứ đào đi. Đấy, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi đào tầm 1 phút tới 2 phút. Wow. Sắt và than và đá đỏ các thứ luôn, nhưng mà tại sao không có kim cương tím? Nani? Cho tôi đế. Kim cương xanh cũng được. Cho các bạn biết là tầm nhân phẩm mình nó cao vãi cả nồi các bạn. Biết vậy thôi, mình dùng cái la bàn ha. Mình dùng cái la bàn mình kiếm kim cương là ngon rồi. Nhưng mà có vẻ hơi khó các bạn. Để coi hiểu coi. Đây là tầng 11 đúng không? Chê. Có vẻ nó cũng hơi ít đó các bạn. Cho nên cái tỷ lệ xuất hiện kim cương tím của chúng ta nó cũng sẽ rất là hiếm nha các bạn. Chứ không phải là đào là có đâu. Từ từ để mình kiếm vòng vòng rồi đó rồi. Có không để... Có vẻ là không thấy rồi nè. Để bây giờ mình sẽ đi đào một xíu đi. Nếu mà có thì mình sẽ quay cho... Ui, có kim cương xanh. Kim cương xanh lấy luôn, lo gì. Đó. Rồi, yes. Như vậy là mình đã tìm thấy kim cương tím rồi đây các bạn. Oh my god. Oh. What the hell. Một bãi chỉ có một cục. Oh my god, các bạn ơi, nãy giờ mình đi đào vãi cả nồi luôn và chỉ có một cục. Wow, xuất sắc các bạn ơi. Thì làm sao mà chúng ta có thể chế tạo được đồ đạc các thứ các kiểu một đống đồ luôn. Thì còn một đống gọi là kim cương tím luôn. Để mình test thử coi, nãy giờ mình đi đào cũng khá nhiều quá. Mình đào 3 đường rồi, đường là đường thứ 3 này. Để xem thử coi chúng ta sẽ dùng nhân phẩm chúng ta trong vòng 20 phút thì mình sẽ đào được bao nhiêu cái emerald nhá. Nghe cái tiếng slime thì phải. Đấy, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đi đào sau 20 phút nữa nha. Ok, thì sau 20 phút đào bới thì cái nhân phẩm mình đã như mất vậy các bạn. Đào được đúng 3 cục lúc nãy, nhưng mà kim cương thì đào được một đống luôn. Và ở đây thì mình đào không được nữa, cho nên mình đã lấy ọt ra luôn rồi. Thì mình để mình so sánh cho bạn biết. Thì cái kim cương tím này nó cũng, các bạn thấy không? Mình nghĩ là cái texture pack của nó là lấy từ kim cương các bạn. Tại vì nó giống y gì luôn rồi. Mình không biết là mấy cái texture pack của than sắt vàng thì sao. Nhưng mà giống nhau hết các bạn. Đổi màu thôi. Ok, thì cái kim cương tím này ở đây mình có 20 quặng kim cương tím. Lúc nãy mình có 3 cục rồi đúng không? Và hiện tại là cái cúp mình là gia tài 3. Thì để mình xem thử mình đào hết 20 cục này thì nó sẽ cho chúng ta được bao nhiêu. Ui, đào có vẻ đó, nó không chuẩn lắm nhờ. Để cho ta được bao nhiêu kim cương đây. 45 cục, 20-45 tức là gần gấp 2 lần. Gần gấp 2 lần thì cũng khá là ok. Thì bây giờ này mình cần phải làm cái gì? Mình cần phải lấy một ít gỗ các bạn ơi. Tại vì không có gỗ sao mà làm chế tạo được. Thì cái gọi là cái kim cương tím này chúng ta có thể chế tạo được mọi thứ nha các bạn. Y chang như kim cương bình thường luôn. Nào là
giáp, nào là vũ khí, nào là tool, các thứ các kiểu, công cụ các thứ các kiểu luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải trong này không có công thức à, hay là chưa cập nhật đây. Mình sẽ hơi lắc rồi. Đấy, một cái cúp đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái rìu nữa. Đó, này có công thức chưa? Trời, mình phải chế tạo thì nó mới vô được công thức các bạn. Rồi, một cây xẻng. Rồi một cây gì ta? Cái kiếm. Có kiếm không? Có kiếm luôn, 8 đam. Wow. Rồi có giáp không? Wow, có giáp luôn các bạn ơi. Đó, trời ơi, mình gọi là mình đã gọi là tính toán hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi thử coi. Wow, cây này 10 đam cơ. Kinh khủng. Ví dụ như là cây kim cương là bao nhiêu đam nhờ? Để mình test thử coi cây kim cương là bao nhiêu. Mình để vô thôi, mình để vô đây nè. Mình coi thử, 9 đam. Wow, kiếm này 7 đam. Mà cây này 8 đam. Wow, 2 cộng 2 với lại tính ra là bộ này xịn hơn bộ kim cương nha các bạn. Đừng đùa với ninja rùa. Đó, wow. Cái này chắc là giống xét kim cương luôn vậy. Chẳng qua là đổi màu thôi, nhưng mà này là kim cương tím nha các bạn. Sợ rồi. Một phát là lên đường luôn các bạn ơi. Và cây này 6 đam, cây này 5 đam. Nói chung là nó đường mạnh, nó mạnh hơn cái đồ kim cương thường của mình luôn. Wow, bộ này dụng cụ này cũng khá xịn sò của bộ các bạn. Đào nhanh không? Đào cũng được đó chứ bộ. Đúng không? Tính ra đào cũng được với bộ đúng không các bạn? Đâu tới đâu cái kiểu đâu phải là chậm lắm đâu. Ngoài ra thì hình như là mình có thể kết hợp 3 món này lại với nhau đúng không? Wow, các bạn biết cái gì đây không? Multi tool tức là cái gì? Tức là 3 trong 1 các bạn. Tức là cái cây này nè nó có thể là chụp phải cũng được. Sao chụp phải cũng được. Lỗi game. Cái này bị lỗi các bạn, không chụp phải được. Mà mặc dù không chụp phải được cút đất nhưng mà vẫn chụp phải vô gỗ được. Tức là cái cây này nè, nó sẽ kết hợp 3 trong 1 luôn. Tức là vừa cúp nè, vừa rìu nè và vừa xẻng luôn. Là chúng ta có thể vừa đào cát nè, vừa chặt gỗ và vừa gọi là đi mai khoáng sản các thứ các kiểu luôn. Và bây giờ mình sẽ cần phải có một cái bàn chế tạo ha. Mình sẽ cần, quên phải, một cái bàn cường hóa ha. Để mình thử cường hóa cái bộ dụng cụ này lên. Sau đó thì mình sẽ làm một cây cúp riêng đi. Thử cái cúp riêng trước. Rồi từ từ chúng ta mới test thử cái bộ mà kết hợp multi tool này ha. Bây giờ mình sẽ làm lại một cái cúp riêng đi. Và chúng ta sẽ cần có một cái bàn cường hóa. Bây giờ mình sẽ làm cái bàn cường... mình phải lấy cái bàn cường hóa ra cái đã các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cường hóa cái này lên. Wow, cây này mà efficiency cấp độ 4. Oh my god, Fortune 2. Mình cần cây này mà efficiency cơ. Mình không cần cây này mà kiểu như là nó cùi quá các bạn ơi. Efficiency 3 thì nó hơi cùi. Thật sự efficiency 3 nó hơi cùi các bạn. Fortune 2 cùi lắm. Cái này efficiency 4 này ngon này. Cây này mình thấy là có vẻ là ghê gớm á. Nhưng mà không cuốc không chụp phải được. Các bạn thấy ghê không? Nhanh nhẹn không? So với wow, cũng được phết. Mặc dù nhìn nó như cái cây gọi là cái gì ta? Nhìn nó như cây rìu với cái lưỡi rìu mà vẫn gọi là đào khoáng sản được. Thì từ từ để bây giờ mình lấy cục đá mài coi trong này có cục đá mài không ta. Mình lấy cục đá mài ra, mình lấy lại cái enchant này, sau đó chúng ta enchant efficiency nhá. Rồi, unwrecking boom. Rồi, efficiency 4, tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã có được 3 cây để mình có thể gọi là so sánh sức mạnh của tụi nó rồi. Nhưng mà cây này là efficiency cấp độ 5 cơ. Ây chà, thôi kệ đi, coi như là cây cấp xịn của mình chắc đi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Đấy, mình có đào cái lỗ này. Chúng ta bên này chúng ta cũng có thể nhảy xuống được. Nhưng mà nhảy xuống là mình sẽ chết ấy. Cho nên thôi, chúng ta sẽ không nhảy xuống ha. Chúng ta sẽ đi bình thường xuống cho nó an toàn. Chứ tự nhiên nhảy xuống là mới hơi ghê. Đấy, ok, số. Đó, tuyệt vời. Đây rồi. Đây là tầng 11 các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ test thử. Cái này đều khá nhanh nha. Cái này đều vẫn có vẻ nhanh hơn nhờ. Cảm giác của mình không biết là có phải là do gọi là cảm giác không ta. Sao mình thấy nó cũng kiểu 1-9, 1-10 các bạn. Nè. Đó, rồi bây giờ sợ cái này. Đó, nó cũng khá nhanh nha, nhưng mà hơi khó ta. Kim cương các bạn thấy ghê không? Lúc không cần kim cương thì lại cho kim cương, lúc cần kim cương thì không cho kim cương. Thiệt chứ.
rõ vàng là nó ghét mình rồi các bạn. Ồ, dưới đây có cả vàng đồ luôn. Ghê hả? Ngon hả? Nói chung cây này đào khá nhanh mà ta. Mình cảm giác các bạn khi các bạn coi clip này á, các bạn cảm giác cái cây nào nhanh hơn thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Số 1 là cây cúp kim cương, số 2 là cái cây mà kết hợp, còn số 3 á là cây cúp thường. Thì các bạn comment thử cho mình biết là trong 3 cây này thì cây nào là cây gọi là đào nhanh nhất nha. Theo mình thì mình thấy như nhau á, cây này đào có vẻ chậm hơn nè, tại vì mình cảm giác là nó cần phải đúng rồi, bây giờ mình phải cho cái cây này nó lên cường hóa là gọi là efficiency cấp độ 5. Nếu như là nó là 4 thì cây cúp kim cương này 5 thì làm sao mà so sánh cho nó chuẩn được, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ ép cho nó lên efficiency cấp độ 5 đi, rồi chúng ta sẽ test lại nha các bạn. Rồi, bây giờ tất cả đều đã là efficiency cấp độ 5 rồi các bạn. Thì bây giờ nè, mình có một cái rất là thú vị, tức là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm mỗi dụng cụ chúng ta sẽ đào trong vòng 1 phút. Thì để xem trong vòng 1 phút á thì cây cúp kim cương chúng ta đào được bao nhiêu đá nha, bao nhiêu đá nha. Cứ nếu mà vậy lỡ mà gặp khoáng sản thì sao ta? Hơi khó nha. Có cách nào mà chúng ta có thể test được không ta, hay là mình đem lên trên? Đúng rồi. Hay là mình đem lên trên ta, mình sẽ tạo một cái đường tạo một trăm ô đá cuội, đá nấu á, mình sẽ tạo một cái đường đi, sau đó thì chúng ta sẽ test thử ha, chứ còn ở đây thì hơi khó test ấy. Ok, để mình đi lên trên, sau đó mình tạo đường, sau mình test ha, sau đó mình sẽ tạo đường, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thử. Cứ mỗi dụng cụ đều dành ra 1 phút để đào, coi thử thằng nào đào được nhanh nhất trong 3 cái này nha các bạn. Ok, thì bây giờ ở đây nè các bạn, mình sẽ có 3 đường bằng nhau và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem nếu dùng 3 cái loại dụng cụ này và đào cái đường này thì cái dụng cụ nào sẽ đào nhanh hơn. Và bây giờ mình sẽ test đầu tiên, cái đường đầu tiên là cúp kim cương, đường thứ hai là cúp kim cương tiếp, và đường thứ ba là toàn bộ gọi là cái gọi là gì ta, gọi là những cái dụng cụ kết hợp lại với nhau nha, để xem thử coi 3 đường này thì các 3 dụng cụ này cái nào sẽ nhanh nhất. Và đầu tiên thì mình sẽ test với kim cương nha. Ok, chuẩn bị nào. Như vậy là sau khi mình test xong cái 3 cái dụng cụ này thì mình rút ra một kết luận là các bạn ơi, là nó gọi là tương đương nhau các bạn ạ. Nó không có gọi là quá nhanh hay là xê dích, nó cũng chỉ tầm 30 mấy giây là mình sẽ gọi là đào xong cái đường đó. Thì mình cũng không biết cái đó đường đó là bao nhiêu gọi là bao nhiêu block đâu, nhưng mà trong vòng nói chung là nó là hiệu suất 5 thì đào gần như là bằng nhau các bạn. Đấy, và chúng ta có những cái kiếm này thì chém cũng khá đau ha, chứ bình thường chết đâu, chết luôn. Kiếm 8 đam các bạn, kiếm này là nó sẽ tất cả đồ này nó đều mạnh hơn đồ kim cương 1 đam nha các bạn. Giáp cũng vậy, mạnh hơn giáp kim cương 1 giáp. Như vậy là cái set này nó sẽ khỏe hơn set kim cương, nhưng mà đồ á, nhưng mà được cái á là nó có thêm cái multi tool. Những cái đồ này thì tốc độ nó như nhau nha, nó vẫn bằng nhau, nhưng mà được cái nó có thêm được cái multi tool này thì các bạn sẽ đỡ tốn gọi là các ô đồ hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đi chơi đồ á, các bạn sử dụng những cái đồ bạn dùng, ví dụ như thay vì bạn dùng một cây này thì bạn dùng phải là dùng 3 cây đúng không, thì cái này có dùng một cây thôi, các bạn dùng làm cúp, làm rìu, làm xẻng luôn, trời ơi quá đã, quá sung sướng luôn các bạn, đúng không? Mình thấy là có được cái cây này cũng khá là xịn sò con bò đấy các bạn. Thì ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi gọi là clip về cái bộ giáp, những tất cả những thứ chế tạo từ kim cương tím của mình. Thì nếu như bạn nào thích thì đừng quên like, một like, một share cũng như một click đăng ký, và đừng quên like, kết với cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Bye bye.